quả cầu thạch anh bông vàng không còn là sản phẩm quá xa lạ đối với người yêu thích phong thủy, bởi ý nghĩa, công dụng mà loại quả cầu đem lại rất đặc biệt. Cùng nhà sàn Tây Nguyên tìm hiểu về quả cầu thạch anh vàng, ý nghĩa, tác dụng và hợp mệnh nào thông qua nội dung hôm nay. Quả cầu thạch anh bông vàng là gì? Quả cầu thạch anh bông vàng được nhiều người yêu thích từ xa xưa và dùng để trang trí trong phòng. Đây là một vật phẩm phong thủy mang nhiều ý nghĩa. Vật phẩm này không chỉ làm bừng sáng không gian của bạn, mà còn là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và uy quyền. Sử dụng quả cầu phong thủy không chỉ mang lại phú quý, công danh, mà còn giúp cải thiện sức khỏe cho chủ nhân. Tuy nhiên, để hiểu hết được tầm quan trọng của nó mà không phải ai cũng biết, quả cầu thạch anh bông vàng đã được ứng dụng trong phong thủy từ lâu và luôn được coi là những vật phẩm có giá trị tinh thần cực kỳ cao. Tác dụng của quả cầu thạch anh bông vàng phong thủy. Quả cầu được nhiều người Việt Nam yêu thích bởi màu vàng luôn là biểu tượng của sự may mắn và phú quý. Một số công dụng của quả cầu thạch anh bông vàng đối với chủ sở hữu bao gồm: hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày, đường ruột. Gia chủ chỉ cần đặt quả cầu bông vàng lên bụng rồi điều chỉnh, giúp chủ nhân cải thiện trí nhớ và tư duy sáng tạo trong công việc. Đối với các bạn học sinh sinh viên thì việc sở hữu một viên thạch anh màu vàng sẽ giúp các bạn nhớ bài và hiểu bài nhanh hơn. Ngoài ra, quả cầu thạch anh màu vàng còn chữa chứng hay quên, đạn trí lú lẫn ở người già. Ý nghĩa phong thủy của quả cầu thạch anh bông vàng. Người sở hữu quả cầu không chỉ sở hữu vật quý từ thiên nhiên mà còn có những năng lượng phong thủy đáng kể. Hình tròn tượng trưng cho trời và đất, màu vàng tượng trưng cho quyền lực. Sử dụng từ gốc sẽ tránh được năng lượng có hại cho gia chủ. Quả cầu thạch anh bông vàng giúp bạn sảng khoái, dễ chịu và vui vẻ hơn khi bạn đang cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Mẫu quả cầu đá này là một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên không thể trùng lập. Vì vậy, nó giúp nâng cao trí tưởng tượng và là sự hỗ trợ đắc lực cho những ai làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Nó không chỉ giúp xua đuổi những năng lượng xấu ra khỏi cuộc sống, mà còn xua tan những năng lượng có hại ra khỏi cơ thể, giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần ổn định. Những người thiền định thường xuyên trong khi cầm một quả cầu bông vàng có một trái tim thuần khiết hơn. Quả cầu bông vàng còn có tác dụng thu hút tiền tài, công danh rất tốt cho chủ nhân. Quả cầu thạch anh bông vàng hợp mệnh nào? Để chọn được vật phẩm phong thủy, bạn phải nắm vững sự tương tác của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hãy suy nghĩ về màu sắc phù hợp với mệnh của bạn dựa trên 5 yếu tố này và quyết định mua thạch anh bông vàng hợp mệnh với bạn. Điều này sẽ mang lại cho bạn hiệu quả phong thủy mong muốn. Thạch anh bông vàng phù hợp nhất với những người có mệnh kim và mệnh thổ. Gia chủ thuộc hai cung mệnh này cho rằng sử dụng thạch anh màu vàng sẽ làm tăng vượng khí vào nhà, công danh và sự nghiệp sáng rỡ, sức khỏe dồi dào và tiêu tan mọi năng lượng xấu. Ngoài ra, quả cầu đá thạch anh bông vàng còn giúp chủ nhân xua đuổi điềm gỡ và cải thiện sức khỏe của chủ nhân rất nhiều. Thạch anh bông vàng cũng có thể giúp các cặp đôi mệnh kim hoặc mệnh thổ tăng cường tình cảm, tình yêu ấm áp, hạnh phúc và bình an. Cách lựa chọn quả cầu thạch anh bông vàng. Bạn có thể lựa chọn cầu đá thạch anh bông vàng với họa tiết, hoa văn phù hợp theo sở thích cá nhân. Tuy nhiên, nếu sở hữu vật phẩm phong thủy này, bạn nên lưu ý một số điều. Quả cầu thạch anh bông vàng không được có vết trầy xước hoặc vết lõm trên bề mặt sản phẩm. Quả cầu không được có tạp chất. Vui lòng kiểm tra kết cấu bằng cách chiếu đèn chiếu trực tiếp lên quả cầu trước khi mua. Hy vọng với những chia sẻ của nhà sàn Tây Nguyên thì bạn đã có những góc nhìn tổng quan về quả cầu thạch anh bông vàng, cũng như công dụng, ý nghĩa và mệnh phù hợp của loại quả cầu đá thạch anh này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Nếu bạn thích sản phẩm này, hãy xem thêm đường link phần mô tả bên dưới hoặc gọi ngay số điện thoại 0903 097 626 để được hỗ trợ. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.